cánh chim. Trời ơi, chứ mất hiền mà. Học sớm. Chúng em kính chào cô ạ. Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Vinh, là bạn học mới của các em. Em ngồi ở đâu cô? Chỗ nào còn trống thì em lấp đầy vào. Ê, ngồi trong tim tôi nè, tim tôi còn trống nè. Trời ơi, mê lên trái quá rồi. Trời ơi, trái quá rồi mê không á. Đây, sao nhìn mặt mày già chát vậy? Nói ông nghe nè, lớp này còn có người già hơn nữa. Ai? Đây nè. Cái gì? Nó ai già vậy? Hả? Cái gì kỳ cục vậy bà? Nè, nói thiệt mấy bà, chẳng qua là tại vì tôi yêu thầy, mến bạn cho nên là tôi mới ở lại chơi mọi người thôi. Chứ mới là tôi lên lớp được 8 người dương được rồi. Thì đúng rồi, ở lại có 3 năm chứ nhiêu. Thì đó, 3 năm một lớp, mà 2 lớp là 6 năm. Mà cười, ai mượn vậy? Ai mượn nói thẳng vậy? Hả? Chọc cái cỏ vô miệng giờ. Ờ, tôi nói thẳng mà tôi nói thiệt bà ơi. Bạn chọc với em à? Các em có chuyện gì cần nói thì đợi giờ ra chơi. Bây giờ là giờ học, tập trung học. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, đó là bài Vợ Nhặt. Ai nhai xin gương trong lớp? Ai vừa mới tóc tóc? Cô đã dặn là nghiêm cấm tất cả học sinh, và nhất là không được tóc tóc. Các em hiểu chứ? Dạ hiểu. Ghi bài tiếp đi. Dạ, chào thầy hiệu trưởng. Chào cô. Chúng em xin chào thầy ạ. Thầy chào các em, các em ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày đẹp trời, thầy báo cho tụi em biết một tin vui. Nhà trường vừa nhận được 100 triệu đồng do phụ huynh của em Vinh gửi đến ủng hộ cho quỹ cơ sở vật chất của trường. Thầy đại diện nhà trường gửi đến em Vinh lời cảm ơn, cũng như là cảm ơn gia đình của em Vinh đã ủng hộ cho nhà trường. Các em cho một tràng pháo tay đi. Rồi, bây giờ các em cùng học vui vẻ với cô nha. Thầy chào các em. Chúng em xin chào thầy ạ. Chào các em. Dạ, chào thầy hiệu trưởng. Chào cô. Dạ. Ê, đã đẹp trai mà lại là con nhà giàu nữa, trời thích quá à. Vinh, đừng ngừng lại, em cứ nhai xin gum tiếp ở trong lớp học đi. Cứ tự nhiên em nha, nhưng mà chỉ cần em đừng phát ra tiếng tóc tóc là được em nha. Còn tất cả các em nhìn lên bảng, ghi bài vào. Ôi, em ơi, Diễm, Diễm, Diễm. Này. Diễm. Ôi. Ủa mày. Ủa mày. Dạ, cảm ơn. Ủa mày. Cảm ơn Vinh. Ôi, Vinh vừa đẹp trai mà vừa ga lăng nữa. Ê mày, mày chiên ngày nào cũng biết thằng Vinh lên. Anh Vinh. Anh Vinh. Ê. Dạ. Sao? Tụi nó đâu rồi?
Còn đứa nào muốn theo tao nữa không? Trời ơi, tụi nó xuống dưới sân trường nó chơi rồi anh Vinh ơi, kệ tụi nó. Anh Vinh, tụi nó đi hết rồi, vậy còn lại cho theo tụi em đi. Ừ, cho theo tụi em đi. Từ từ, đứa nào cũng có phần hết, đúng không? Ê. Ê. Nghe mày. Bọn mày ham học lắm rồi. Tôi kể đi đại ca. Thằng này nó lầm lì lì như thằng câm vậy đó. Kể đi. Mày chịu mở miệng chưa? Hả? Ham học hả? Ham học. Ham học. Ê, đại ca, đại ca. Đại ca có sao không, đại ca? Anh Vinh có sao không? Coi chừng tao á. Lớp mình sẽ nhổ cỏ, sắp xếp các chậu cây lại cho gọn gàng, rồi chia nhau tưới cây, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Làm xong hết tất cả các công chuyện này, các em được về. Yeah. Yeah. Làm đi. Ê, tụi mày kiếm ai làm mấy công việc này được không? Tao trả tiền cho. Ừ, đúng rồi đó. Cần gì trả tiền đại ca, tụi mình cứ giả bộ ra làm á, nhưng mà để nghĩa làm hết cho. Trời, làm như nó ngu như mày chứ. Nó chịu làm không công cho mày à? Đúng rồi, biết nó có chịu không? À đại ca, em có cách này nè. Nhà thằng Nghĩa nó nghèo lắm, mình cho nó ít tiền là nó làm liền chứ gì. Ê mày, mắc gì trả tiền mày? Tụi mình kêu nó làm nó phải làm chứ đúng không đại ca? Đúng rồi, thằng này đúng nè, mày kêu nó làm đi, mệt quá. Ê mày. Ê Nghĩa. Ê nghe mày, đại ca kêu mày làm luôn phần đại ca kìa. Làm luôn phần ba đứa mình chứ. Ờ quên, ba đứa tao nữa. Ừ, nghe mày. Nghĩa. 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 Tụi mày thấy ai cũng làm không? Tụi mày có tay mà. Tự làm đi. Nhưng mà đại ca tao không thích làm. Ê, thằng kia, bộ mày quên là hôm bữa thầy hiệu trưởng mới nói với cô của mình hả? Mẹ của đại ca ủng hộ cho trường mình 100 triệu. Ủng hộ nhiều tiền vậy, làm chi nữa mày? Mẹ nó đóng. Vậy mẹ tụi mày có đóng không? Có sao không? Ừ. Sao không mày? Mẹ tụi tao đóng hết rồi. Có mày chưa đóng thôi á. Ủa, sao mày biết? Thì mẹ tao nói nhà nó nghèo lắm, không cần đóng quỹ. Ơi, vậy là mày phải lao động, quá hợp lý. Làm như mày? Không, chuyện nào là chuyện đó chứ. Tụi mày có tay có chân mà, tự làm đi. Ôi, mày chống tụi tao luôn hả? Đi ra đây, chống tụi tao nè. Chống tụi tao nè. Biến! Mày đổ vừa thôi! Hai! Biến! Có sao không? Trông vừa nào! Trông vừa nào! Trông vừa! Biết cô! Cô đâu rồi? Quýnh đây! Quýnh cho nó biết! Là thầy cô coi đó! Nó là học sinh thôi mà, sao mà nó côn đồ dữ vậy? Nó đánh con tôi á, tay chân bầm dập hết trơn à. Mà nó có một mình nó đánh ba đứa mới là ghê chứ. Trời đất ơi, học sinh mà không biết ba má nó là ai nữa. Tại sao không biết dạy để cho con cái hành xử như côn đồ vậy?
luôn á chị, thiệt luôn. Đúng không? Đúng rồi, con cái cũng chạy trù hết trơn á, trời ơi, thiệt tình luôn. Bây giờ thầy cô phải tính sao chứ, bây giờ trường học mà đâu phải chỗ côn đồ đâu mà để nên làm như vậy. Làm như vậy là còn gì tiếng tăm của trường này nữa, ai dám đưa ra con nó đại học, đúng không chị? Đúng rồi đó chị biết không, con tôi nó đánh hai chân nè. Trời ơi, nó bụng đánh này nè, hai chân không nói gì nó đánh. Rồi bây giờ tôi tức lắm, bé xuống dưới đất đánh con tôi vậy, tôi tức lắm, nó khổ cái tay chân mình, mẹ nó bị tùm lum là la hết trơn á, trời bây giờ phải làm sao bây giờ, tôi nói thiệt á. Trời ơi, đây nè, không biết hiểu tức lắm luôn. Trời ơi, tôi thiệt, tôi về tôi thấy nó xót ruột á, trời ơi, con đây coi, tức quá. Hai chị cứ bình tĩnh, chuyện này cứ để cho nhà trường giải quyết à. Bình tĩnh sao mà bình tĩnh, anh coi thì sao? Tôi nói cho anh biết á, con của anh đánh con tôi ấy, bây giờ bầm mình bầm mấy tay chân bầm tím hết trơn rồi. Anh coi anh đền tiền thuốc đi, rồi phải có tiền mà đền bù cái tiền tinh thần cho nó nữa. Đúng rồi đó, tôi thấy phải phạt thật là nặng á, chứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường lắm. Mà con tôi nó không dám đi học luôn kia kìa. Anh coi sao cho được. Nãy giờ chị nói đủ chưa? Dạ, em chào thầy, em chào cô, em chào hai chị. Dạ, xin phép thầy, xin phép cô, xin phép hai chị cho tôi được nói. Anh nói đi. Hai chị đừng có nghe một phía. Con chị bị đánh có bao giờ chị hỏi là vì sao con chị bị đánh hay không? Hay hoặc là chị có nghe con tôi đánh con chị hay là con chị đánh con tôi? Bây giờ, nếu mà muốn làm ra ngô ra khoai á, thì mời cô giáo, mời hết các em học sinh vô để hỏi điều tra từ em một thì sẽ rõ chứ có gì đâu. Hay bây giờ tôi lên tôi mời mấy em học sinh xuống rồi mình ba mặt một lời ha hai chị. Thôi, khỏi cần đâu cô. Cái chuyện này thì ở trong trường cứ từ từ xử lý đi, chứ bây giờ tôi bận công chuyện lắm, tôi không có thể nào mà ngồi đây mà đôi co cái chuyện này hoài được, tôi bận lắm. Dạ đúng rồi đó, chị bận thì thật sự là tôi cũng bận. Với lại chuyện này có gì cô giáo coi phạt tụi nhỏ, dặn dò tụi nhỏ đừng có cái nạn bạo lực học đường, chứ chuyện này đâu có gì đâu mà phải làm lớn lên đâu, đúng không anh? Hồi nãy hai chị cứ đòi đền tiền thuốc men, thì bây giờ đền tôi sẽ đền cho hai chị. Dạ. Không cần, tôi không khỏi đền. Đền đi. Dạ không có đền gì hết. Dạ thôi ạ. Như vậy là coi như câu chuyện tới đây là kết thúc, không có đôi co nữa nha. Dạ. Dạ em xin phép thầy, phép cô, xin phép hai chị. Dạ xin phép anh. Dạ. Chào anh ạ. Cô ơi, tôi sợ quá. Thầy cô thấy không? Trời ơi, nhìn như là côn đồ chợ búa vậy. Mình mẩy thì xăm kín mất hết trơn. Nè tôi nói thiệt nha, nếu mà không cho thằng Nghĩa nghỉ học á thì ảnh hưởng đến học sinh khác nhiều lắm đó. Đúng không chị? Đúng rồi đó. Tôi thấy cô coi phải đuổi học em Nghĩa đi, chứ với cái tình trạng này hả, cái nạn bạo lực học đường nó cứ diễn tiếp ra, con tôi nó không có dám đi học nữa. Mà cô mà bao che tụi nó nữa là tôi họp phụ huynh tôi cho con tôi chuyển trường đó, chứ tôi không thể yên đâu. Đúng rồi. Sự việc là như vậy đó thầy. Rồi cô có chắc là trò Nghĩa đánh hai trò kia hay không? Mày tính làm gì tao? Tao không tính làm mãi trơn á. Tao chỉ định vệ sinh mày một chút thôi à. Thế cô hả? Tao còn biết. Đánh lắm, đúng rồi, đánh lắm. Cô có chắc á là trò Nghĩa đánh hai trò kia hay không? Dạ thưa cô, tôi là mẹ của Thắng này cô. Dạ chào chị. Ba con Thắng á, nay có công tác rồi, không đến gặp cô được nên tôi đi có một mình hà. Dạ. Dạ tôi có chút đỉnh này gửi cho cô để mà ủng hộ cái quỹ của lớp mình đó cô. Cô gửi, nhận giúp nha. Chị gửi cho quỹ lớp. Dạ. Dạ vậy em mời chị vào phòng giáo viên để em viết cho chị cái biên nhận thu chi, với cả viết cho chị cái tờ cảm ơn của lớp nữa à. Dạ dạ thôi, không cần đâu cô, tôi không có quan trọng cái giấy tờ gì hết trơn á. Dạ, cô cứ không... nhận đi. Rồi, cô cứ ghi, cứ ký giùm, không sao hết trơn cô. Dạ. Chị ủng hộ cho quỹ lớp. Chị để cho em làm đúng thủ tục.
Dạ không cần đâu, nói cô nghe nè. Cô ơi, cô nhận giùm tôi đi, cô giúp giùm thằng Thắng con tôi nó lấy lại công bằng nha cô. Nói thiệt với cô chứ hồi đó tới giờ thằng Thắng nó hiền lắm cô, nó không có như vậy đâu. Cô biết không, bậc làm cha làm mẹ mà ai cũng đâu có muốn con mình nó có những chuyện như vậy xảy ra đâu cô. Cho nên cô cứ nhận giùm tôi đi, thiệt tôi khổ lắm đó cô. Cô không giúp giùm tôi á, thiệt tôi không biết làm sao bây giờ á. Tôi cô nhận giùm tôi nha cô. Cô nhận giùm tôi năn nỉ cô giúp thằng Thắng con tôi nghe cô. Nghe cô. Dạ chị. Thật ra thì Trò Nghĩa thì cũng bình thường cũng ít nói, nhưng mà có lẽ là nóng tính cho nên là dễ bị nổi cọc. Thì thành ra khi bạn bè mà có chút gì đó hiểu lầm thì Trò Nghĩa cũng sẽ hơi có khuynh hướng bạo lực. Bây giờ thiệt sự tôi cũng không biết tính sao thưa thầy. Bây giờ các phụ huynh thì lại quá lo lắng và muốn em Nghĩa phải nghỉ học hoặc là chuyển trường. Thiệt là quá khó xử cho nhà trường mình thưa thầy. Không biết là phải làm sao mới là đúng nữa. Rồi đi. Em chào cô. Em chào thầy. Nói chuyện gì vậy? Hai em kiếm thầy có việc gì? Em muốn làm chứng với bạn Nghĩa. Dạ đúng rồi thầy. Vậy hả? Làm chứng? Dạ. Thầy cô coi cái clip này đi. Ôi mà đừng đánh nhau mà. Cô nhìn lại đi. Tôi dặn cô là điều tra cho kỹ. Bây giờ sự việc như vậy, cô tính làm sao đây? Mày là mày quay clip đúng không? Rồi sao? Mày tính làm gì tao? Tao không tính làm mày hết trơn á. Tao chỉ định vệ sinh mày một chút thôi à. Tao không ngờ mày hè luôn á Diễm. Vậy? Hèn hả? Mới vậy mà đã hèn hả? Như vậy mới là hèn nè. Tụi mày dám làm cái chuyện như này với bạn cùng lớp hả? Tao phải đi mét cô. Mét cô hả? Tao còn biết. Đánh lắm. Đúng rồi, đánh lắm. Đánh lại. Đau họng. Đau họng quá trời luôn. Không ngờ là Xuân, bà Xuân. Ê, Xuân kìa. Trời ơi, tôi không ngờ bà đen tối vậy luôn. Ê Xuân, tôi không ngờ là bà đen tối vậy luôn á nha. Đúng rồi đó. Đừng chơi với Xuân nữa. Hết nói nổi Xuân luôn á. Tối. Bà coi cái clip Facebook chưa? Clip Facebook gì? Nè. Sao?
Con đâu có làm này đâu. Bây giờ sao? Con không có làm. Ai cũng thấy hết hả? Đúng rồi, giờ nguyên cái trường thấy hết luôn rồi đó. Tôi đâu có làm. Ơ, nơi anh ơi, bình tĩnh. À, thắng. Anh cướp. Anh ơi. Anh ơi, anh bình tĩnh. Có gì mình thương lượng nha. Mình thương lượng đúng không? Dạ. Con có làm. Các bạn tin tôi đó. Con có làm. Tại sao hai em dám làm chuyện bậy với bà như vậy, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà trường? Hai em có biết là hai em làm như vậy là sai lắm không hả? Cô ơi, cô không phải vậy đâu. Cô tin em đi, cô, em bị oan thiệt đó cô. Oan? Oan cái gì mà oan? Em vô nhà vệ sinh nữ làm cái gì? Em chỉ kéo bạn ra thôi chứ em đâu có làm cái gì đâu. Em có biết là... Ê Sơn, tôi không ngờ là bà đen tối vậy luôn á nha. Ừ, đúng rồi đó. Con có làm. Các bạn tin tôi đó. Con có làm. Anh ơi, anh ơi, bình tĩnh. À, thắng. Anh cướp. Anh ơi. Anh ơi, anh bình tĩnh. Có gì mình thương lượng nha. Mình thương lượng đúng không? Dạ. Anh ơi. Muốn tha hả? Dạ. Muốn tha vậy thì ngoan. Khai ra cái vụ cái clip của con Cưng với thằng Nghĩa, đứa nào bài đầu? Dạ em nhanh em
Có khai không? Em biết. Khai. Phải như vậy. Nói. Không ngờ tài năng diễn xuất của hai đứa mình thật là không tệ ha. Chỉ cần một con dao giả như vậy thôi, bẹt bẹt là tụi nó cũng muốn héo luôn rồi. Cười hả mày? Chết tôi rồi. Tụi mày tính hồi ông tao hả? Mày khai thiệt đi. Cái clip bôi nhỏ tao với Xuân là mày làm đúng không? Sao? Sao? Mày bất ngờ chưa? Thì ra cái trò này là của tụi mày bày ra. Tụi mày muốn cái gì? Gì? Mày chơi tụi tao, giờ tụi tao chơi lại mày đó. Đừng có nhiều lời nữa, xử nó lẻ đó tụi mày. Con đi nhà vô. Ôi mày hù tao hơi chết hơi. Ui, tụi mày tính hồi ông tao hả? Mày khai thiệt đi. Cái clip bôi nhỏ tao với Xuân là mày làm đúng không? Tao không có làm. Tụi mày làm thôi, tụi mày ráng chịu đi. Đến giờ phút này mà mày còn chối nữa hả? Để tao cho mày coi. Nghĩa. Trời ơi, móc giùm cái điện thoại coi. Không có tay rồi mà còn không hiểu nữa. Tụi mày làm gì? Nghe đi rồi biết. Tao, cả ba đứa đã cắt ghép clip rồi đăng Facebook, đeo số thằng Nghĩa với con Xuân, vì con Xuân đã đưa clip làm chứng cho thầy hiệu trưởng. Buông tao ra. Đi. Ừ, tao làm á, tụi mày làm gì tao? Hả? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Có ai làm gì bạn đâu mà bạn la làng vậy bạn? Từ nãy giờ tao đã ghi dặm lại hết rồi. Cảm ơn mày nha. Bây giờ đã hết chuyện rồi. Không tăng. Ê da, ê da, ê da. Nó nặng quá. Đi. Đừng bao giờ làm gì tổn hại tới danh dự người khác. Mày cẩn thận đó. Cẩn thận là tụi mày. Cẩn thận là tụi mày á. Cô phải bắt học sinh xóa ngay cái clip này cho tôi, và có hình thức răn đe những học sinh khác. Tôi không chấp nhận tình trạng này có mặt trong nhà trường. Dạ, em biết rồi thầy. Tội đại ca quá. Má không đại ca? Cố lên đại ca. Đại ca ơi, sao đại ca? Má không đại ca? Má không? Cố lên đại ca, cố lên. Tụi mày né ra đại ca tao đi coi. Cố lên đại ca. Cố lên đại ca, cố lên. Hai thằng kia cố lên. Má không đại ca?
Trời ơi, nó nhứt hai cục giò dữ vậy trời. Chứ là cái gì á, tụi mình còn bị chọc quê nè. Tụi nó cười xuống mặt mày nè, tụi nó cười xuống mặt đại ca nè. Vậy tụi nó cười xuống mặt em đó nè. Em nói thiệt đại ca, vụ này em không bỏ qua đâu, phải làm lớn chuyện này. Làm cho ra ngô ra khoai đại ca biết chưa? Tao đại ca hay mày đại ca? Ờ thì đại ca. Cũng đại ca, đại ca. Hiểu lầm, hiểu lầm, có làm lớn chuyện. Chuyện này tao không có bỏ qua đâu.